cái lòng cảm ơn của cả hẹn. Lý Sen và Hoàng Dương đã quyết định cộng đến vô người đánh thức của mình tại khách sạn. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị khi đầu cảm ơn những người con của đôi trẻ rất nhiệt tình với mọi người. Mặc dù các bạn không hiểu nhưng mà hy vọng các bạn sẽ cảm nhận được. Vâng, kính thưa quý vị và kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng tôi khẳng định một điều chắc chắn rằng kể từ ngày hôm nay thì Lý Sen và Hoàng Dương đã giành 9 ngôi vàng. Bây giờ thì quý vị đang được chứng kiến vào một giây phút rất tuyệt vời. Đó là cô dâu của chúng ta đang cùng nhau bước trên chiều này, giống cây giống nhà, xinh đỉnh quên nhau. Vâng, một lần tình yêu. Chúng ta xin mời Lý Sen và Hoàng Dương. Quý vị chứng kiến của tất cả quý vị chúng ta cùng bước trên nhau.